trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có nhẫn nhục trí tuệ là vượt qua tất cả. Tất cả những cái lễ thành hôn ở chùa, xào tới xào lui, nói tới nói lui, Pháp Hòa cũng gom vào hai chuyện: nhẫn nhục. Tại vì á, không phải chuyện nhẫn chuyện vợ chồng. Con muốn hạnh phúc thì con phải nhẫn nhục với nhau. Rồi con muốn thành công trong cuộc sống, con cũng phải nhẫn nhục. Chứ đâu phải chuyện vợ chồng mới nhẫn đâu. Ngày hôm qua tối đi đám về tối rồi, rồi bận lễ quy y, rồi này kia kia nọ, tới tối mới lên Tây Thiên. Thì trên đường đi thì có hai người chở Pháp Hòa đi, thì trong đó có một anh người Tây Phương. Thì anh đang bị trầm cảm nặng lắm. Thì Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ, Pháp Hòa mới nói trong cuộc sống này á, nó giống như là mình mua một cái máy về, mình phải đọc, rồi mình phải thử tháo ráp, mà sau đó mình mới tìm hiểu về cái máy, và sau đó mình mới sử dụng cái máy. Mặc dù mình bỏ tiền mình mua cái máy, nhưng mà bản chất nó là có đầy đủ bộ phận trong đó. Mà cái việc của chúng ta muốn sử dụng được cái máy đó thì mình phải làm gì? Mình phải tìm hiểu cái bộ phận này gắn sao, cái này gắn sao mới được, chứ đâu phải chuyện bình thường mà hãy gắn chặt cái sạn được. Và sau khi mình gắn nó vô rồi á, nó đâu nó vô đó rồi, cái máy xài đơn giản. Cuộc sống này nó cũng vậy. Ai đến với mình nó cũng giống như là mình đang có một cái máy vậy đó. Rồi mình phải tìm hiểu về người đó, mà mình hiểu được người đó rồi thì mình sống được với người đó. Vậy thì không có một cái máy nào mà vô dụng không xài được, chẳng qua là mình ráp không đúng thôi, mình hiểu nó chưa kỹ thôi. Chứ còn có cái gì mà mình, nếu nó không xài được ta bán làm gì? Rồi mình nói sao cái này nó kỳ vậy? Mình kỳ tại vì mình chưa gắn đúng. Nếu này nó làm sao gắn được? Tại sao cả ngàn người ta gắn được, mình gắn được? Vì mình chưa cách biết cách gắn. Mà gắn được rồi thì cái máy xài được. Giống như bữa hôm qua nghe kể chùa có cái máy hư, chú Thái chú đem về chú sửa xong rồi chú quên gắn cái vô, nói sao cái này nó không được. Tới hồi coi tới coi lui còn thiếu cái dao, nó bỏ cái dao vô lái máy nó xài được thôi. Mà khi mà nó xài được rồi, thấy hay không, gọn gãy, chạy ngon lành. Và cuối cùng cái máy nó trở thành gì? Nó là một cái vật dụng mà chúng ta muốn sử dụng lúc nào cũng được. Đời sống này cũng thế. Cho nên cái vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta phải có ráp máy, là phải có nhẫn nhục. Trước khi ráp phải có trí tuệ, đọc cái instruction trước, đọc những bộ phận trước, bộ phận này trước. Chứ đừng có A tầm vù mở vô ráp hồi nó không gắn vô cái mở ra nó hư, nhiều khi lỡ bẻ gãy của người ta nữa. Cho nên cái gì nó cũng có cái của nó. Mình biết cái nó dễ lắm, mà không biết là không xong. Ở Dollar Store nó có bán một cái loại khăn ướt, cái khăn khô mà nó xếp hay lắm. Nó xếp khô mà nó như một viên kẹo vậy đó. Mà quý vị để cái loại đó đó để cho mình đi travel, mình sử dụng là chỉ cần đem cái cục đó ra để vô nước một cái là nó nở phình cái khăn lên là có cái khăn xài. Mà khi mà nó khô nó ép lại đó, nhìn y một viên kẹo, nó nhỏ ni thôi mà nó bán đồng bịch, đồng hai đồng vậy đó. Thì cái bữa đó bà mới đưa cho một cô Phật tử xài cái cổ tưởng cục kẹo. Cô để vô miệng nó đỡ thình lắm. Cô nói trời sao kẹo vậy cái gì? Cô giả ra là nguyên cái khăn. Thế không bà mới chọc, nói cha biết ảo thuật nghe. Kẹo mà biết làm khăn. Cho nên mình làm việc gì mình, và hơn nữa khi mình làm việc gì á, mình có tư duy, có quán chiếu thì cái việc làm nó đỡ mất công. Nó đỡ mất công lắm là vì mình có cái vận dụng cái trí và cái nhẫn.
Nhất là khi chúng ta đụng vào những cái công việc, nhiều khi dán một cái gói đồ đưa mấy thầy mấy chú mấy chợ cứ rẹt rẹt cái băng keo chỗ, nhìn cái gói nó xấu xí vậy đó, tại quan niệm sao miễn dính được rồi. Nhưng mà Phú Hòa làm thì không làm vậy. Dù là kéo cái băng keo ra, mình phải kéo mình dán cho nó ngay ngắn, và trước khi mình suy nghĩ cái thơ này nó có thể rách. Có nhiều khi mình canh sao vừa mí cái miếng ba cái bao thơ à, thì có thể nó bao được cái phần này, nhưng mà cái đầu của hai cái đầu nó không có cái gì bao lại, mà cái ngằn đó, đó nó xếp lại nó dễ rách lắm. Nó theo cái chiều đã xếp nó dễ rách lắm, thơ trục ra ngoài. Cho nên khi dán hai đầu ở giữa mình có thể hở một chút, phải chừa dưới này một chút, chừa trên này một chút đi chi, để một lát mình cúp nó lại để nó bảo đảm hai cái cạnh thơ nó không hư rớt. Thường thường khi Pháp Hòa có dán một cái thơ, dán một cái gói hoài vậy đi, trước khi mình dán là mình phải nhìn nó và cái dán nó như thế nào và nó cần băng keo gì. Và thậm chí cái băng keo mà người ta cho mình nó có chữ đó, mình nên xài cái đó. Nếu không cần thiết phải xài tới băng keo trong, tại vì băng keo trong mình phải mua, mà lúc nào nó cũng mắc hơn là những cái băng keo kia. Băng keo trong để làm gì? Để dán lên cái tờ giấy mà tên tuổi của người ta. Thì mình làm việc gì mình cũng chậm, mình từ tốn, mình nhìn lại thì mình sẽ thấy rằng cái việc này nó đỡ mất công. A-la-hán dùng tâm nhẫn nhục và trí tuệ để diệt trừ chính phẩm tư hoặc ở dục giới, 72 phẩm kết phọc ở sắc giới, cho nên không còn thối chuyển. Căn cứ vào các nghĩa nói trên, nên biết nhị thừa không thể xưng là Thế Tôn, mà chỉ có Phật mới được xưng Thế Tôn mà thôi. Tuần trước học Ngài Ubali hỏi tại sao không được gọi là Thế Tôn ở các phẩm trước, các cái đoạn trước, và cái đoạn này đoạn cuối của cái này. Lại nữa, Phật đã dứt hết tập khí. Tập khí là gì? Khí là cái lực, tập là cái sự huân tập, tiếng Anh dịch là habit energy. Nói theo cái chữ bây giờ là gì? Là cái tật, là cái thói quen. Nói theo danh từ Phật học là tập khí. Tập khí của mình nó rong ruổi, tập khí của mình nó là hay hờn giận, tập khí của mình là hay trách móc. Tất cả những cái đó đều thành tập khí hết. Cho nên có cái bài sám chúng ta hay tụng đó. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, nguồn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Nếu mà tập khí của mình không chuyển hóa thì không tu hành tiến bộ gì được hết. Tại vì mỗi người chúng ta đều có tập khí hết. Nhỏ nó có tập khí của nhỏ. Thí dụ như ghiền game cũng là một loại tập khí. Ghiền nghe nhạc cũng là một loại tập khí. Cho nên mình tập làm sao mình có thể chuyển hóa được những cái habit energy. Nhưng mà nó trong cái habit energy này, cái tập khí này nó cũng có hai loại. Một là tập khí tốt, hai là tập khí xấu. Ví dụ như tới giờ không niệm Phật á, thấy nó thiếu thiếu gì đó, cái tới giờ đó phải lên niệm Phật đó, tập khí tốt đó. Tới giờ đi tụng kinh mà mình bữa nay mình lười mà không tụng kinh, cái gì mình đi ra đi vô mình thấy như mình thiếu thiếu gì đó, là tập khí tốt đó. Còn mẹ cái tới giờ cái nó ngáp, nó buồn ngủ, cái nó nhảy lên giường, nó cầm cái phone, cái nó quẹt quẹt quẹt, cái nó ghiền, nó lại đi luôn, nó tập khí rồi đó. Nhưng mà tập khí xấu. Tập khí năm xưa nguyền chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Chừng đó mình mới đủ khả năng niềm an vui mang khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Đức Phật nói, lại nữa Phật đã dứt tập khí, nhưng mà nhị thừa chưa đoạn hết. Nhị thừa là thanh văn duyên giác, chưa hết tập khí.
Chẳng hạn như ngu ti tỷ khưu thường nhai như trâu. Chữ ngu ti là dịch lại từ cái tên của một vị tỳ kheo tên là Kiều Phạm Ma Đề. Ai nhớ vị đó ở đâu không nè? Xuất hiện trong cái kinh gì? Kinh A Di Đà. Đúng rồi. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc phiên giữ đại tỳ kheo tăng thiên vị bá ngũ thập nhân câu giai thị ải đa lắng chúng sở tri thức trưởng xảo lá sợi phất ma mục kiền liên ma ca diếp ma ca chiên viên ma câu hy la ly bà đa châu lợi bàn đà là gì nữa? À nang đà kiều phẩm ma. Thì cái chữ kiều phẩm ma này, kiều phẩm ma này dịch là ngu ti. Tại sao? Tại vì cái vị này có cái tướng ăn như con trâu, cho nên thỉnh thoảng được dịch là ngu tướng. Chữ Kiều Phạm Ma Đề có cả hai cách dịch. Một là dịch là ngu ti, hai là ngu tướng. Chữ ngu là trâu á. À, người Việt mình nó có trâu có bò nha. Nhưng mà người Hoa chữ Hán không có chữ bò. Bò cũng là ngu á. Đi mấy cái tiệm phở, tiệm phở nào cũng để ngầu dục để chữ thầu. Thì cái vị này á bị một cái quả báo là vì ngài đọa làm trâu 500 kiếp. Mà quý vị tưởng tượng 500 kiếp làm trâu thì con trâu nó ăn cái gì? Trâu nó ăn cỏ, mà ăn cỏ là nó nhơi vậy đó. Cầm lên nhơi, rớt cái cầm nó ăn lại. 500 kiếp làm trâu chỉ vì một câu nói thôi. Chê một thầy tỳ kheo ăn như trâu, tụng kinh như chó sủa. Cho nên mình, người đời mà người ta còn không có dùng những cái từ chê trách tướng của ai, mà huống chi mình là một người tu. Mình là một người tu mà mình đi kêu cái vị đó, xin lỗi Pháp Hòa sám hối đại chúng, Pháp Hòa ví dụ thôi. Ôi cái thằng đó, thằng lùng, thằng lé, thằng chột, gì mình kêu mấy cái từ vậy. Người đời mà người ta còn tránh, người ta không nói. Huống chi mình là người tu. Thằng mình gọi như vậy đó, mình mắc cái quả báo. Cho nên trong luật dạy không được hù dọa người khác nữa. Thí dụ như hồi nhỏ giỡn hay đứng núp sau cánh cửa, cái ai đi ra cái hù Phật cũng quở nữa. Tại sao biết không? Mình làm người ta hết hồn, mà lâu ngày cái nó giỡn riết vậy, cái nó thành có thói quen, cái kiếp sau mình thành cái người hay yếu tim, chuyện gì cũng đập thình thịch hồi hộp, có quả báo hết. Chẳng hạn như ngu ti tỷ kheo thường nhai như trâu, vì trong là vì 500 kiếp trước phải đọa làm kiếp trâu, bây giờ mới được làm người. Cho nên cái vị tỳ kheo này thường hay mắc cỡ, không có dám xuất hiện với chúng, tại ngày ngồi ngày ăn ngày nhớ như con trâu vậy. Năm trăm kiếp mới được làm người, nhưng cái tập khí nhai như trâu vẫn chưa hết. Thấy không? Đó là trong kinh. Và đó là tại sao trong kinh nói là cái vị tỳ kheo này ít xuất hiện lắm, bởi vì ngài rất là mắc cỡ. Hoặc như vị tỳ kheo kia, tuy đã chứng quả A-la-hán nhưng thường thích soi gương. Là vì sao? Là vì những kiếp trước phải làm thân kỹ nữ. Cho nên mình tu tập á, mình tu là tại sao mình giữ oai nghi? Để mình chuyển cái tập khí đó. Không là ví dụ ha, mình hay có cái tập khí ngồi nói chuyện hay quơ hay khều hay móc rồi vậy, thành tập khí. Người tu không có làm mấy chuyện đó. Thật sự nhiều khi giỡn chơi vui thì không sao, nhưng mà nếu mà mình seriously, tức là mình nghiêm chuyện hàng đời sống hàng ngày mình, nó có thường như vậy, nó thành một tập khí.
Cho nên Phật mới đưa một vị ví dụ, có một vị tỳ kheo thường tuy rằng á chứng quả la hán rồi mà vẫn chưa hết tập khí à. Còn vẫn thích soi gương. Vì sao vậy? Vì những kiếp trước làm thân kỹ nữ. Xin thưa đại chúng, với những trường hợp mà cái gì mà nó còn dư lại, đạo Phật gọi là gì? Dư nghiệp, hay gọi là dư báo. Dư báo là gì? Lấy cái quả báo nó sót lại đó. Ví dụ như là ngu ti này nè, cái vị tỳ kheo ngu ti này nè, đời này ông được làm người, được đi xuất gia, nhưng mà tại sao cái miệng nhai vẫn nhơi như con trâu? Đó là dư báo, là cái quả báo làm trâu của đời trước, đời này nó lưu lại, nó dính lại diện chút. Lại như một vị tỷ khưu kia thường hay bám lấy bao lơn mà đánh đu. Bao lơn là cái gì? Cái lan can á, hành lang á. Nhảy nhót là vì những kiếp trước đọa làm loài khỉ. Bởi vì thế nhị thừa không được xưng là Thế Tôn. Thanh văn dương giác các vị vẫn còn tập khí. Cho nên hồi nhỏ các hòa thượng đó, nếu mà hòa thượng nào mà ngày các ngày kỹ đó nha, mà các ngày mà thấy mình làm một cái gì một cái là la, không có cho làm. Tại vì ngài biết cái đó là không la nó mà là làm lâu ngày nó thành tập khí. Và còn không nữa đó là mình các ngày biết được đây là cái dư báo của nó kiếp trước, bây giờ mình không rầy nó để nó chuyển cái báo đó đi thì nó tiếp tục nữa. Chứ các ngài hay la là vậy. Thường thường ở trong nhà thiền á, các vị hòa thượng mà la rầy mình chuyện này chuyện kia đó, cái từ thuật ngữ Phật giáo nhà thiền gọi là gì biết không? Tâm lão bà. Tâm lão bà. La mà trong lòng thương, thương mới rầy, thương mới dạy, thương mới rầy nó. Cho nên khi mà mình được các ngài mà la rầy mình là mình biết đó là tâm của lão bà. Tại sao các ngài la mà dạy, chứ không có trường hợp là la mắng mỏ rồi bỏ đi, không nói gì, không phải. La mà dạy, con không được làm vậy, con phải làm vậy. Ngài Ubali hỏi, bây giờ qua chuyện khác, Ngài Ubali hỏi, phàm đầu các kinh thường có câu chính tôi được nghe là lời của A Nan nói khi Phật còn ở đời thuyết pháp. Ông được nghe như vậy. Nhưng 20 năm sau khi Phật thành đạo, A Nan mới theo Phật xuất gia. Như vậy trong 20 năm Phật thuyết pháp, A Nan không được nghe. Thế mà tại sao sau khi Phật nhập Niết Bàn lại kết tập pháp tạng, lại nói chính tôi được nghe? Cái câu là như thị ngã văn. Vì đây là cái lời hỏi của Ngài A Nan. Trước khi Đức Phật mất, Ngài A Nan mới hỏi á, là sau này khi Đức Phật mất rồi, khi chúng con lên trùng tuyên giáo pháp thì chúng con phải nói như thế nào? Thì Đức Phật mới dạy là trước khi bắt đầu ông nên nói câu tôi nghe như vậy. Thật ra cái chữ mà như thị ngã văn thì cách dịch của người Việt mình dịch sao cũng được. Như thị là như vậy, ngã văn là tôi nghe. Cho nên nếu dịch chính xác câu đó là như vậy tôi nghe, nhưng mà nếu mình nói vậy thì nó không có hợp với cái cách nói của người Việt. Người Việt là phải nói mình trước rồi mới tới cái gì, cho nên dịch là tôi nghe như vậy. Còn cái ngữ cú của người Hán, cái chữ Hán là như thị ngã văn, như vậy tôi, như vậy là như vậy, như thật, không có thêm thắt. Exactly what I have heard. Cho nên tiếng Anh nó dịch là thirst I have heard. Có chỗ dịch rõ hơn, chính tôi được nghe như vậy. Như thị ngã văn. Thì Ngài Ubali mới đặt câu hỏi. Thường ở trong các kinh, câu đầu hay mở chính tôi được nghe. Nhưng mà theo con được biết là Ngài A Nan đi xuất gia sau Đức Phật thành đạo 20 năm. Tại vì theo lịch sử nha, là Đức Ngài, cái ngày mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Thái tử Siddhartha thành Phật thì cái khoảng thời gian đó Ngạ Nan mới sanh. Như vậy nói cho đúng là Ngạ Nan nhỏ hơn Phật 20 tuổi. Khi Phật 35 tuổi thì Ngạ Nan mới sanh. 20 tuổi thật ra là 18 năm mà. A Nan đi xuất gia năm 18 tuổi. Mà Ngạ Nan á là chính là một trong 7 người vương tử đi tu đầu tiên trong cái nhóm 7 vương tử đi tu. Trong đó có Ngài A Na Luật. Và trong 7 vị đó, đó là Ngài A Nan là cái người nhỏ tuổi nhất. Và đại chúng nhớ là khi mà Đức Phật độ cho dòng tộc hoàng tộc mà đi tu á, thì 7 người đầu tiên được đi xuất gia, và trong đó Ngạ Nan là người nhỏ tuổi nhất, khoảng 18 tuổi. Thì mình nói nôm na là 20. Xin nhắc lại, Ngài A Nan chính là em ruột của Đề Bà Đạt Đa. Vì thì trong cái lần đi xuất gia có Đề Bà Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa sau này là trở thành gì? Trở thành một người đệ tử nghịch, thường hay quấy rối, hay là thậm chí còn muốn hãm hại cả Đức Phật. Nhưng mà Ngài A Nan với lại Đề Bà Đạt Đa là hai anh em ruột. Và hai vị này là con của người em trai của Vô Tịnh Phạn, tức là gọi cha của Thái tử Siddhartha, gọi cha của Đức Phật bằng bác. Còn Đức Phật mà gọi cha của Ngài Đề Bà Đạt Đa và Ngài A Nan là bằng chú. Cho nên Ngài A Nan, Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác. Dòng tộc đi tu. Và khi mà Ngạ Nan đi tu như vậy đó thì đi sau. Và lúc khi mà Ngạ Nan vào tu á thì lúc đó Đức Phật bắt đầu có tuổi rồi, khoảng 50 rồi. Thì cái người, những vị thị giả đầu tiên của Phật là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà sau này đại chúng thấy rằng á, Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất là hai vị đệ tử lớn, có tuệ giác, có nhiều cái công lực, thì nên để cho các ngài làm cái công việc thay thế Đức Phật giáo hóa. Chứ còn để hai ngài lớn tuổi, Ngài Xá Lợi Phất còn lớn tuổi hơn Phật mà làm thị giả cho Phật thì không được, sức khỏe không có. Chờ họp tới họp lui rồi cuối cùng chọn Ngạ Nan làm thị giả cho Phật. Nhưng mà khi mà chọn Ngạ Nan á thì Ngạ Nan, Ngài biết thứ nhất Ngài là thuộc anh em chú bác với Phật. Mà bây giờ nếu mà nhận lời làm thị giả cho Phật á, thế nào cũng có sự dị nghị dèm pha trong chúng. Cho nên Ngạ Nan mới đưa ra những cái điều kiện mà Đức Phật phải thực hiện, đại chúng phải đồng ý thì Ngài mới chịu làm thị giả cho Phật. Nghe gớm không? Mình được làm thị giả cho sư phụ thì sướng quá chừng, hạnh phúc quá chừng. Nhưng mà Ngạ Nan, Ngài nói muốn tôi làm cũng được, nhưng mà với điều kiện là đại chúng phải chấp nhận những điều kiện của tôi. Thì đây là lời hỏi của Ngài Ubali. Tại sao trong khi đó Ngạ Nan 20 năm sau mới vào tu, A Nan không được nghe? Tức là những cái chuyện gì Phật nói trước đó 20 năm A Nan đâu được nghe. Vậy mà sao bây giờ trong kinh tạng câu nào cũng có cái chuyện gọi là tôi nghe như vậy hết vậy? Đây Phật mới giải thích. Phật trả lời: khi A Nan theo Như Lai xuất gia có xin 4 điều như sau. Điều thứ nhất, xin Phật đừng cho con áo cũ của Phật. Thường thường nói, trời ơi, mình được thầy cho cái y cũ, cái áo cũ mình mừng phải không? Đấy là cái lộc của thầy mà. Nhưng mà Ngài Nan không xin. Tại sao? Ta nói, thấy không, bà con có khác. Bà con có khác, con ruột nó khác, mình là con ghẻ. Mình là đệ tử, người kia đệ tử ruột, mình là đệ tử da. Mà mình quên một điều, đệ tử ruột thì phá lấu, đệ tử da thì làm bị. Đệ tử ruột, đệ tử da gì sử dụng được hết.
Điều thứ nhất, xin Phật đừng cho con áo cũ của Phật, không có nhận y cũ của Phật. Điều thứ hai, xin Phật đừng bảo người khác mời con đi phó trai. Con vì cầu pháp, vì cung kính Phật mà theo hầu bốn bên Phật, chứ không phải vì cơm áo. Cho nên là khi người ta thỉnh ngài Đức Phật đi á, thì đừng có biểu là khiều khiều nói nhỏ, mời ông thì giả luôn, không thôi lần sau tới ông không cho vô. Ngài đang không chịu cái chuyện đó, bất công. Coi như là nhiều khi bấm bụng để mời, chứ không có thiệt tâm mời, có lòng mời Phật thôi. Mà giờ mình thị giả, không đi, không mời mình thì nó kỳ. Chứ ở nhà chuẩn bị có một phần ăn. Thí dụ vậy. Xin Phật đừng bảo người khác mời con đi phó trai. Phó trai tức là đi ứng phó những bữa cơm mà người ta thí chủ người ta mời về nhà đó. Con vì cầu pháp, con vô tu là vì cầu pháp, con phải vô vì cơm áo, cho nên đừng mời con đi kiểu đó. Cũng có gì đó, cũng có khí thế hảo hứng. Điều thứ ba, sớm tối các vị tỳ khưu muốn được thấy Phật thì cứ việc vào, chứ con không phải vào bạch trước. Tức là các vị nào muốn lên xin gặp Phật á, thì cứ đi vào, mất công rồi các vị á, vô thưa Phật, Phật không ra, không chịu, rồi ra nói con ghét người này, thương kẻ thì cho vô, người thì cản trở. Có không? Trường hợp này nó cũng có, phải không? Người khác dẫn vô cũng được lên. Để tôi, tôi dẫn vô là lọt tốt hết. Thật ra thưa đại chúng, Ngài Nang ngài nói đó, thật ra trong cái này là cái pháp nó rất là bình thường trong cuộc sống. Tại sao? Chúng ta đều vẫn là con người. Chúng ta vẫn là con người mà trong đời sống hàng ngày tu tập đó, thì từ đó mình mới thấy đó, bậc trí giả là người ta thấy được cái tâm niệm. Người ta ngừa bệnh hơn là người ta để tới chuyện nó xảy ra rồi bắt đầu mới. Vậy các ngạ nan ngài cẩn thận. Sẵn đây thưa luôn ha, rằm tháng 2 này là lễ Phật Niết Bàn đó, cũng chính là ngày mà ngài A Nan viên tịch. Tới ngày đó khi nói pháp thì chúng ta sẽ có một chút xíu về ngạ nan mình nói. Giờ mình căn cứ vô kinh nói trước. Điều thứ ba là các vị tỳ khưu muốn gặp Phật thì cứ vào, con không bạch trước. Bây giờ mà đi lên núi Linh Thú á, trước khi mà lên cái phòng của Phật á, thì mình sẽ đi đến mình đi ngang một cái hang nhỏ nhỏ, cái hang đá nhỏ nhỏ, thì cái hang đá đó chính là thất của ngài A Nan. Tại vì Phật ở trên, ngài ở dưới á, cái đường đi lên núi Linh Thú chỉ cần quẹo lên một cái thôi là lên tới phòng Phật. Thì ngạ nan có một cái hang đá, ngài ngồi, cái phòng đó là phòng của ngài đó. Quý vị nhớ là thời đó mà mỗi lần mà Đức Phật về núi Linh Thú mà ở, thì cái hang đá nhỏ đó chính là nơi của ngạ nan. Hương thất của Phật ở trên, ngạ nan dưới. Bây giờ ai đi ngang còn thấy hai hang, một cái hang đá dưới kia một chút là ngài một kiền liên, lên đây một chút là của ngạ nan. Theo điều thứ tư, trong 20 năm Phật thuyết pháp con không được nghe, xin Phật nói lại hết cho con nghe. Đó là nguyên do mà chúng ta được nghe những kinh mà trước kia mình không, ngạ nan không có được nghe. Phật và ví dụ, theo truyền thuyết ha, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm sau khi Đức Phật thành đạo, ngạ nan đâu được nghe. Cho nên á, sở dĩ bây giờ chúng ta có bộ kinh Hoa Nghiêm là bởi vì Đức Phật trùng tuyên lại cho ngài A Nan nghe theo cái lời yêu cầu của ngài, nếu mình theo lịch sử vậy đó. Còn như trường hợp khác, ví dụ như Đức Phật thuyết pháp ở cung trời Đao Lợi, như là kinh gì, kinh Địa Tạng, ngài thuyết pháp ở Long Cung như là kinh gì, kinh Thập Thiện,
Ngài đang chứng quả chưa mà được lên trời, được xuống Long Cung? Chứng quả chưa? Chưa chứng quả. Thì chưa chứng quả làm gì được lên đó, được xuống dưới kia. Cho nên Đức Phật phải nói lại. Không có ví dụ vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật mới nói là đây là bốn lý do, mà không phải, thật sự không phải là khi Ngài A Nan xuất gia, mà khi chọn Ngài làm thị giả. Theo điều nguyện thứ tư, Như Lai phải truyền chư thiên nói lại cho A Nan nghe. Cũng có khi Như Lai dùng tâm tam muội truyền cho A Nan, cũng có khi A Nan nghe lại từ các vị tỳ khưu khác. Tức là Phật đưa ra ba trường hợp. Có khi là chư thiên nói, có khi Phật dùng tâm nói, có khi các tỳ khưu khác nói. Như vậy là Ngài A Nan mà sở dĩ mà Ngài nhớ được hết, Đức Phật cũng đâu có thì giờ nói hết. Giống như bây giờ đó, mấy chú nào mới vô tu, Pháp Hòa đâu có dạy chuông mỏ nữa. Mấy sư huynh, mấy sư đệ, mấy sư huynh, sư muội khác là biết rồi, thì phải chỉ cho người mới vô. Hay là những cái chuyện lặt vặt trong chùa thầy đâu cần nói nữa, mấy cái đó mấy thầy lớn biết rồi. Ngày xưa vô một lượt không biết gì hết, mình phải dạy từng ly từng tí. Rồi bây giờ các vị nào mới vào thì những huynh đệ khác lớn phải gì phải nói. Còn những cái chuyện gì khác nữa thầy mới, những cái chuyện mà dạy riêng cho vị đó thì giải quyết riêng cái khó khăn của vị đó thì mình cho lên phòng để mình dạy riêng, thí dụ vậy. Hoặc là có những lúc đi trên xe riêng với cái người đó, mình biết là người đó đang có những vấn đề gì mình muốn cần nói, thì trong lúc thầy trò trên xe thì mình nói. Cho nên Đức Phật nói theo cái điều nguyện thứ tư thì Phật hướng, Phật truyền cho chư thiên nói lại. Cũng có khi Như Lai dùng tâm tam muội. Dùng tâm tam muội là gì? Dùng cái chánh định mà thuyết, mà truyền. Ngài Ubali hỏi: Phật thuyết pháp trong 20 năm làm thế nào có thể nói lại hết được? 20 năm nói đâu phải chuyện ít, mà sao bây giờ lại nói được? Phật đáp: Như Lai dùng cái trí phương tiện thiện xảo, cho nên trong một câu có thể diễn ra vô lượng pháp, và trong vô lượng pháp có thể chỉ tóm tắt trong một câu. Nhờ lợi căn, Phật chỉ nói qua diền mối của 80,000 pháp là A Nan thông hiểu hết cả. Ở trong kinh có một câu tán thán Ngài A Nan như thế này: Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp giống như là biển cả, vậy mà Ngài A Nan lưu hết trong tâm của Ngài. Và Đức Phật còn đưa một cái ví dụ: trí tuệ của Ngài A Nan mà Ngài nhớ dai đến mức độ cũng giống như mình cầm một cái bình nước, mình rót vậy nè, không một giọt nước nào văng ra ngoài. Thường thường mình cầm một cái lọt nước mình ấy thì có thể nó tăng tăng nó văng ra. Mà Đức Phật ví dụ là cầm một cái bình nước rót, không văng một hột ra ngoài. Và Ngài A Nan nhớ tất cả mọi sự việc như vậy đó. Cho nên trong các vị đệ tử, mà những vị mà được Đức Phật ca ngợi về cái nhất á, thì Ngài A Nan được gọi là cái gì nhất? Đa văn bậc nhất. Mà đa văn là gì? Là học rộng nhớ dai. Ngài nhớ hết những gì mà. Thì bây giờ mà đúng không? Ngài Ubali mới đặt một câu hỏi là: chuyện 20 năm nhiều như vậy làm sao Ngài A Nan nhớ? Thì Đức Phật nói nè: Như Lai dùng cái trí phương tiện thiện xảo là sao? Khi mình muốn dạy cho ai, mình muốn nói điều gì, cái quan trọng là mình có cái kỹ thuật để mình dạy cho người đệ tử đó nhớ. Đó là phương tiện thiện xảo. Giống như hôm rồi á, mấy chú học cách bấm huyệt, thì cái người thầy mới chỉ á, là khi mình xoa xoa bấm huyệt á, mình xoa lên á, thì bên trái là phải đẩy lên, bên phải là đẩy xuống. Thì cứ lộng cộng, Pháp Hòa mới nói: thầy chỉ cho cách nhớ. Thầy ngồi nghe ông thầy nhìn, ông thầy cũng nói mà thầy nghĩ ra cái cách nhớ. Thường thường á, mình suy nghĩ á, điều phải lúc nào nó cũng được đi lên,
Điều trái là lúc nào cũng bị rớt xuống, nhưng mà ở đây cứ lật ngược nó lại, phải lên, phải xuống, trái lên. Theo cái thường á, người nào làm đúng làm phải là được đi lên, người nào làm trái làm quấy là bị rơi rớt. Nhưng ở trường hợp mà sa nguyệt này, nó ngược lại, trái lên phải xuống. Đó là gì? Đó là phương tiện thiện xảo, để mình nhớ không bao giờ quên. Một cái chuyện thứ hai, tuần tới này thứ bảy 12 giờ khuya đại chúng nhớ chỉnh đồng hồ. Tại vì tuần tới này mình sẽ tăng lên 1 giờ. Trời ơi, 1 năm Canada, tỉnh Alberta đổi giờ 2 lần. Đổi giờ mùa đông, đổi giờ vào mùa xuân. Rồi tôi lộng cộng, tôi không biết lúc nào tăng, lúc nào giảm giờ, lúc nào tăng giờ. Phải có cách nhớ. Mùa xuân, tiếng Anh gọi là spring, mà nó có một cái nước nhảy là sprinkler, cho nên mùa xuân là spring, thì nhớ là sprinkler là nhảy lên cái, mùa xuân tăng giờ. Còn mình đổi giờ vào mùa thu là mùa fall, fall là rơi rớt, là mùa thu, cũng có nghĩa là fall là rớt, thì cứ nhớ mùa thu là rớt lại giờ. Mình học kinh cũng phải có cách nhớ. Thí dụ các vị mà học chú Lăng Nghiêm nha, đệ tam, tỳ đại dạ xà sân đại dạ di kê ra dạ di, không nhớ bao nhiêu cái tỳ đại dạ xà sân đại dạ di kê ra dạ di thì phải đếm coi bao nhiêu cái. Rồi lúc mình đọc tỳ đại dạ xà sân đại dạ di kê ra dạ di thì đó, mình bấm cái tay của mình. Kinh A Di Đà, lát cái hữu xá lợi Phất, xá lợi Phất, hữu xá lợi Phất, biết mấy cái hữu. Biết mấy cái xá, phải để ý cái đó. Cho nên á, sao con học kinh ngoài con không thuộc? Tại con không có phương tiện thiện xảo. Trong khi con học kinh thì lấy cho con thuộc. Bất cứ cái gì, ví dụ như cái bài sám Hồng Trần đi, cái chỗ mà diễn tả cõi cực lạc, lưu ly có đất sáng ngần, mani có nước trong ngần chảy quanh, lộn tới lộn lùi, chỉ cho cách nhớ. Trong alphabet đó, A, B, C, D, E, F, G, không? L rồi mới tới M, N, L, M. Cho nên đọc câu đầu lưu ly, lưu ly, rồi giữa đất với nước, cái gì trước? Đất rồi mới tới nước, L rồi mới tới M. Cho nên lưu ly có đất sáng ngần, mani có nước trong tầng chảy quanh. Nhớ vậy không bao giờ quên. Đó. Cho nên mình phàm phu tục tử, mình còn phải nghĩ ra cái cách, thì huống chi là Phật. Cho nên Như Lai dùng cái trí tuệ phương tiện thiện xảo, cho nên trong một câu có thể diễn ra vô lượng pháp. Một câu nói của Phật có thể diễn ra các pháp, mà ngược lại trong vô lượng pháp có thể chỉ tóm tắt trong một câu. Có nhiều khi Phật chỉ nói một câu thôi mà nó nhiều ý lắm mà. Nhờ lợi căn. Lợi căn là gì? Là cái căn tánh lanh lợi. Còn nếu mà cái căn tánh mà nó chậm lục chiếc thì chúng ta gọi là gì căn? Độn căn. Độn là đần độn, là si mê, là dại, là ngu đó. Lợi căn, độn căn. Cho nên đó, trong Phật pháp đó, ai mình cũng độ hết á, nhưng mà lợi căn á thì mau hơn, còn độn căn thì chậm chút, nhưng mà cũng độ. Như là ngài cái vị tôn giả mà học có 2 chữ không thuộc đó, học chữ chổi với quét, là ông thuộc chữ chổi, ông không nhớ chữ quét, mà ông học chữ quét ông quên chữ chổi. Nhiều lắm. Bát Nhã Tâm Kinh cũng phải có cái trick, có cái cách để học nó mới nhớ thuộc được. Một bản kinh nào nó cũng có cái những cái lộng cộng. Ví dụ như đọc kinh Bát Nhã mà Tâm Kinh mà dịch cái bản của Sông Lần Mai là hay bị lộn khúc cuối lắm.
chư Phật trong ba đời y diệu pháp trí độ bát nhã ba la mật nên đắc vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật là cái gì, là cái gì đó nghe, là hay lộn. Có một lần đi tụng một cái đám cúng đó, Pháp Hòa nghĩ chắc cũng phải 30 năm về trước, hay mấy 30 năm. Cái gia đình đó người Hoa mà nói tiếng Việt không có rành, họ lên họ mời, nói xin mời hai sư đi tụng 35. Lúc đó mình còn nhỏ lắm, mình nói ủa 35 là cái gì mà tụng. Nhưng mà thầy viên chủ thấy hiểu, đi tụng 3 năm á. Đã 3 năm là mãn tang, đám tang rồi mãn 3 năm rồi xả tang á. Mời hai thầy tới tụng, mình là chú tiểu rồi xách mỏ theo, cầm khánh đi theo tụng. Bước vô cái nhà đám đó, trời, nguyên con heo quay nó nằm chần chần trên cái bàn thờ, là hai thầy trò tụng có bát nhã tâm kinh mà tụng hoài không ra. tụng hoài sao nó cứ quần hoài. Vì lúc đó giống như mình tá quả tâm tinh. Tụng hoài không ra. Cái cuối cùng Pháp Hòa lớn tiếng lên, yết đế bà là... để cho đi ra chứ thôi. Tụng hoài tụng không ra. Lợi căn độn căn. Nhờ lợi căn Phật chỉ qua một viền mối của 8 vạn pháp là nan thông hiểu hết cả. Bây giờ Phật đưa ví dụ, như một cái cây gồm có gốc, thân cây và cành lá, gọi là một cây. Phật vì chúng sanh trước sau nói pháp, gọi là một tạng. Nhớ không? Cây cành lá gọi là cây, Phật trước sau nói pháp gọi là một tạng. Như thế gọi là 8 vạn pháp. Lại nói Phật ngồi ở một nơi nói pháp gọi là một tạng. Như thế là 8 vạn pháp. Lại như 16 chữ là nửa bài kệ, 32 chữ là một bài kệ. Như thế cũng gọi là 8 vạn pháp. Tức là nửa kệ cũng không pháp, mà nguyên kệ cũng là không pháp. Tại vì tùy theo trường hợp mà chỉ cần nhớ 4 câu. Phong vào ví dụ, trong cái nghi thức cúng thí thực cô hồn, cúng môn sơn thí thực, có vừa vô cái bài đó nó có 1 câu nè: lửa dữ bừng bừng cháy 4 bên, cô hồn nóng bức khổ triền miên, cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ hãy lắng nghe đây nửa bài kệ Hoa Nghiêm. Mà mình dịch cho âm điệu cho nó suông đó, thì phải dịch là hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền. Chứ còn nếu mà dịch cái câu đó là nhược nhân dục liễu tri, nếu ai muốn biết, nhược nhân dục liễu tri, nếu những người nào muốn biết, tam thế nhất thiết Phật là 3 đời tất cả Phật. Ai muốn biết được 3 đời tất cả chư Phật, chỉ cần làm một việc thôi, ưng quán pháp giới tánh. Chỉ cần trở về quán cái tánh pháp giới thì hiểu ra một điều rằng nhất thiết duy tâm tạo, tất cả do tâm mình tạo. Đó là bài kệ đó. Thật ra bài kệ đó là dài, nhưng mà trong kinh này nói là chỉ cần anh muốn thoát được cái khổ không, tôi đâu cần nói nguyên kệ, tôi đâu cần nói nguyên bài kệ đâu, tôi chỉ cần nói nửa bài kệ thôi. Nhượng nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới ta gì, mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành lý diện nhiệt cô hồn, cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, thính tụng Hoa Nghiêm, bán kệ kinh. Bán là phân nửa thôi, chỉ cần nghe nửa bài kệ của cái bài kinh này thôi là các vị thoát được khổ triền miên. Lửa dữ bừng bừng cháy 4 bên, cô hồn nóng bức khổ triền miên, cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền. Nửa bài kệ thôi, thính tụng Hoa Nghiêm, bán kệ kinh. Bài kệ này nguyên bài đó, mà tôi chỉ cần nói nửa thôi. Nửa bài kệ này mà quý vị thấu đạt được, quý vị thoát khổ. Nửa bài kệ này nói gì? Nhược nhân dục liễu tri, ai muốn biết tam thế nhất thiết Phật, chỉ cần quán pháp giới tánh, ngộ ra một điều rằng không có cái gì ngoài tâm, nhất thiết duy tâm tạo. Ngày nay anh thành cô hồn cũng do tâm anh đó. Ngày nay anh thành ngạ quỷ cũng do lòng anh đó. Ngày nay anh thành tiên thành Phật tự tâm anh đó.
Anh muốn thành cái gì thì anh sẽ thành cái đó. Tại sao? Anh muốn thành cô hồn cho nên anh mới sống theo cái lối của cô hồn. Anh muốn thành Phật, anh sẽ sống theo làm Phật. Anh muốn thành Bồ Tát, anh phải sống theo cách của Bồ Tát. Chứ có ai làm gì được cho anh? Đâu có ai cho anh đâu. Đâu có ai ép anh. Anh muốn sống cách nào, anh muốn thành gì thì anh muốn thành bác sĩ, anh phải học làm bác sĩ. Do lòng anh thôi. Ai cũng có khả năng. Cho nên chữ tâm độc tự vậy mà hay. Chữ tâm nó có một chữ thôi. Chữ tâm độc tự vậy mà hay. Thành bại nên hư cũng chữ này. Đọa xa hay là mình hạnh phúc cũng từ cái chữ này thôi. Cho nên người ta vẽ, người ta vẽ một cái 10 pháp giới đồ: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tổng cộng là 10 cõi, để chữ tâm ở giữa. Tâm mình hết, tâm mình năng có thể tác tạo ra thiên đường, tâm mình có thể tạo ra địa ngục. Mà ví dụ giờ trong chúng mình đi, đó mình tu mấy mười mấy người, 20 người với nhau đó, mình muốn trong chúng mình trở thành một chúng tu tập có hạnh phúc không? Mình làm được. Mình làm được, cái lòng mình muốn là mình làm được. Mình xóa bỏ những cái phiền não với nhau, mình tha thứ cho nhau, mình dễ thương với nhau, mình không có nạt nộ nhau, mình thấy người kia yếu đuối thì mình nâng đỡ, tự nhiên thành một chúng hạnh phúc. Ngày nào mình cũng lên chánh điện, mình nói cầu cho thầy con được bình an, mà mình quậy hoài lấy gì thầy an? Nói thầy cho thầy con sống lâu, mà mình làm nhức đầu hoài, không đứt mạch máu không chết. Cầu cho má con được tai qua nạn khỏi, mà chị em mình không hợp với nhau, má biết má cũng buồn. Má bệnh thân thì ít, mà bệnh tâm thì nhiều. Mà cái gì mới khổ nhất? Bệnh tâm mới khổ. Bệnh thân có thuốc, mà bệnh tâm là do mình. Cho nên mình chúc nhau là chúc vậy thôi, chứ còn mình có làm cho nhau không? Mình có làm cho nhau không? Đó, ví dụ như mới đầu năm gặp thầy, chúc thầy năm mới vạn sự như ý. Tôi thấy tôi tốn mấy vạn ở trên chánh điện Tây Thiên rồi. Mình cứ chúc. Mình cứ chúc, không sao hết. Nhưng mà mình thấy rõ ràng cái phước, cái nghiệp và cái cách sống của chúng ta. Mình có thể đóng góp một phần nào đó tùy vào cái tâm của mình. Nếu tôi không biết làm, tôi cần có mặt, tôi cần hộ trì cũng thành nữa. Cho nên các chúng mà đến nghe pháp á, có những người đến nghe pháp chỉ gì? Chỉ vì làm một cái chúng thôi là trợ duyên chúng. Những người nghe pháp nó có bốn dạng, bốn hạng đệ tử nghe pháp. Nhưng mà trong đó có một dạng là hiểu hết những gì thầy nói, biết hết những gì thầy sẽ nói, nhưng mà tới giờ pháp thoại vẫn lên nghe. Tại vì sao? Mình ngồi mình nghe để làm gì? Thứ nhất là ôn cố tri tân, ôn cũ biết mới. Thứ hai, để trợ duyên cho các vị khác. Để trợ duyên cho các vị khác. Và thứ nhất là trợ duyên cho ông thầy. Ông thấy mình ngồi đó, ông cũng có một chút phấn khởi, ông nói. Ông dòm vô, ông ngó, ông nói thẳng bơi, nhìn xung quanh, thấy có bóng ma nào hết. Mình làm gì? Mình làm trợ duyên chúng. Cho nên lúc nào trong kinh cũng nói Phật thuyết pháp có 1250 vị tỳ kheo. Đó là các vị tỳ kheo căn bản nhất, lúc nào cũng là những. Ngoài ra còn có các vị Bồ Tát ở đâu đâu, các vị vua chúa gì đó. Nhưng mà căn bản nhất phải có ai? 1250 vị tỳ kheo. Thiên nhị bá ngũ thập nhân câu giai thị đại A-la-hán. Chúng sở tri thức. Chúng sở tri thức là gì? Là những người đều quen biết. Ví dụ như giờ mình report một bữa kinh đi. Tối thứ bảy ngày 5 tháng 3
Thầy Pháp Hòa nói kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân gồm có những gương mặt thân quen. Gồm có, bắt đầu mình list ra. Thí dụ vậy. Còn ngoài ra hôm nay đặc biệt có các vị ở Calgary đến, có các vị ở Red Deer lên, có các vị ở Saskatoon, nhưng mà các vị này lâu lâu. Còn những người có mặt thường xuyên, để ông có cơ ông nói. Đó là đương cơ chúng. Đương cơ chúng là những người có mặt. Còn cái chúng mà ngồi mà trợ duyên, đó là trợ duyên chúng hay là tán trợ chúng. Lại như một bài kệ dài hay ngắn có 42 chữ cũng là một bài kệ, thấy không? Như thế cũng gọi là cũng gọi là tám vạn pháp. Cái nào cũng tám vạn bốn ngàn là tám vạn pháp là sao? Nghĩa là cái quan trọng là cái linh hoạt cho cái sự ứng dụng của mình trong đó. Có nhiều khi một pháp mà nó sanh ra tất cả pháp. Một cái hành động, một cái lời nói của mình cũng có thể làm bao nhiêu hạnh phúc. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ ở trong cái phòng này chỉ cần nó có điện một cái thôi là các pháp khác có. Có điện thì sẽ có đọc kinh, có microphone để nói pháp. Vậy thì một pháp mà có thì các pháp khác nó có, đúng không? Mà bây giờ có điện, có nói, có microphone, có internet, có mọi thứ. Các pháp này mà có thì một pháp nó sẽ sanh, đó là có buổi pháp thoại. Cái chính hôm nay là buổi pháp thoại, nhưng mà phải nhờ các pháp khác. Cho nên một việc của mình làm, nếu mình làm bằng thành tâm thành ý, nó tác động vô nhiều cái hay lắm. Lại nữa, lại như nửa tháng một lần tụng giới cũng gọi là một tạng. Trong luật dạy là mình là nửa tháng phải tụng giới một lần. Thì khi mình tụng như vậy là tụng luật tạng, phải không? Cũng gọi là một tạng. Như thế cũng là tám vạn pháp. Tại sao? Tại vì ngồi nghe tụng giới thì mọi người thu nhiếp tâm ý. Lại như Phật tự nói ra sáu vạn tự, sáu vạn, sáu nghìn bài kệ cũng là một tạng. Và như thế cũng gọi là tám vạn pháp. Lại như Phật nói có tám vạn trần lao thì có tám vạn pháp tạng để đối trị. Thật ra những con số này là con số nhiều để nói thôi. Chúng sanh có tám vạn trần lao thì Phật cũng có tám vạn phương pháp để đối trị. Đó là một cái cách nói. Đừng có lo, anh khổ cái gì cũng có pháp đối trị đó. Cho nên không có ai nói mà con tu cũng được hết á. Có điều là con có muốn tu không? Dạ con muốn tu. Con có muốn hết khổ không? Cái chính là con muốn hết khổ không? Muốn hết khổ thì có nhiều pháp lắm. Quán vô thường, quán vô ngã, quán khổ. Bữa nay con khổ phải không? Có người khổ hơn con. Cho nên khi mà con thấu đáo rồi, con sẽ thốt lên được một câu: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Nếu mà con có pháp thì con khổ quá trời, rốt cuộc con có một pháp con len lỏi ra. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Có những người giờ này người ta không có, người ta lạc đường lạc lối nè. Người ta còn mê lầm, người ta không có lối đi nè. Mà tại sao con đang ở trong pháp mà con vẫn khổ? Con đang ở trong chùa mà con vẫn không đau, không hạnh phúc. Trong khi đó có những người, người ta được như mình á, người ta muốn được như mình á, người ta muốn làm một cái việc là tóc vừa cạo là tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây Phương An dưỡng một ngôi sẵn dành.
Có nhiều người ta ràng buộc nào vợ, nào con, nào chồng, nào cháu, mà ta muốn rứt vô chùa rồi tu mà vẫn chưa yên, tại còn nhớ. Còn mình không có ai để ràng buộc mình hết. Vậy mà mình vẫn có những chúng sanh nào ở đâu để nó ràng buộc mình? Cái đó là tại mình. Mà mình, cái mình thì vẫn nó muốn tu, mà cái cách tu mình nó không có thực hiện được. Cho nên á, nếu mà mình có tám, Phật nói là lại như Phật nói có tám vạn trần lao thì có tám vạn pháp tạng để đối trị. Rồi hỏi bây giờ là list cho tôi nghe coi, cái đó không phải là cái vấn đề, năm cái số thứ tự pháp gì, nhưng mà cái pháp nào khổ nó sanh thì tự nhiên nó có pháp để diệt khổ đó. Hồi xưa không bao giờ có một thứ thuốc tên là vaccine cho COVID-19. Tại vì giờ một năm nay có một con dịch đó. Có một cái dịch nó tên là COVID-19 thì bây giờ phải tạo ra vaccine đó. Ví dụ 20 năm nữa cái thuốc nó không hết cái loại dịch này rồi, bây giờ nó có một loại dịch nào khác thì bắt đầu lại đi nghiên cứu. Cái nào khổ nào, cái bệnh nào sanh thì phải tìm thuốc đó. Ngài Ubali hỏi tại sao kinh luận không lấy Phật làm đầu mà chỉ có luật tạng lấy Phật làm đầu. Phật trả lời: vì luật là hơn hết. Đại chúng nhớ, trong ba tạng kinh, luật, luận, tạng luật là trên hết. Tại vì sao? Tại trong kinh cũng dạng khi nào giới luật còn thì Phật pháp còn, khi nào giới luật không còn thì Phật pháp sẽ bị diệt. Cái câu đó trong mấy cái giới đàn ai cũng để đó: tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệt trụ. Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tức là luật đó. Giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật không còn Phật pháp cũng sẽ mất. Vì vậy cho nên Ngạ Nan á, trước khi mà Đức Phật mất, Ngạ Nan hỏi: thưa Đức Thế Tôn, nếu sau này Đức Thế Tôn không còn thì chúng con nương vào ai để làm thầy? Phật nói: lấy giới luật làm thầy. Lấy giới luật làm thầy. Vì luật hơn hết, và chỉ có Phật mới chế ra luật mà thôi. Rõ ràng 250 giới, 348 giới, hay là 227 giới của các vị, hay là 217 giới, tùy theo mỗi truyền thống Nam Tông hay Bắc Tông, mà những cái giới nó có cái số lượng nó có khác. Nhưng mà cái chính yếu của Ba La Di hay là Tăng và Bà Thi Sa nó không có khác, nó cũng đều lẫn quẩn trong cái phạm vi đó. Nhưng mà có những cái nó chi tiết hơn, hay có những cái nó gọn gãy hơn, để mà chúng ta thấy có cái số lượng nó khác thôi. Thế vậy bên Nam truyền á, chỉ có 217 giới tỳ kheo, 227 giới. Còn các vị mà bên Nam, bên tỳ kheo bên Bắc truyền là 250 giới. Nó chỉ chênh lệch chút vậy thôi. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái chính yếu của luật giới là Ba La Di và Tăng Tạng. Chỉ có Phật mới chế giới. Còn các kinh, còn trong kinh cũng có khi các đệ tử thuyết pháp, cũng có khi Thiên Long Bát Bộ do Phật hỏi mà nói pháp. Nhớ không? Đức Phật dạy là chỉ có Phật mới chế luật, còn kinh đó thì khác. Có nhiều khi đâu phải Phật nói, cũng có thể do đệ tử nói. Bây giờ ai nhớ được kinh gì ví dụ nè? Kinh gì mà chúng ta tụng hoài nè? Một, kinh soi gương. Ai dạy kinh soi gương? Quý vị đọc dịch tụng thiền môn nè. Ai dạy kinh soi gương? Thôi rồi con chỉ đéo em ơi, chỉ còn lại trắng đêm nay thôi. Ngày một kiền liên, thành thử cái này không kêu là nhật tụng nha. Nhật tụng là tụng hàng ngày. Kinh soi gương là ngày một kiền liên dạy. Ai dạy kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận? Ngày thầy Xá Lợi Phất. Vậy thì những kinh này cũng đâu phải do Phật nói phải không?
do đệ tử nói, chứng chứng Phật nói. Luật là Phật nói, còn kinh cũng có khi đệ tử thuyết, cũng có khi Thiên Long Bát Bộ do Phật hỏi mà nói pháp. Chẳng hạn như Thích Đề Hoàng Nhân tự nói rằng bố thí là đệ nhất, vì ông đã nhờ công đức bố thí mà được làm vua cõi trời, được mọi điều như ý, và Phật cũng cho như thế là phải. Lại cũng có khi Phật hóa thành các vị hóa Phật thuyết pháp, nhưng luật thì không được, luật thì không thế. Hết thảy luật nghi đều do Phật thuyết, vì thế nên lấy Phật làm đầu. Tại sao mà nói là có những cái trường hợp, thí dụ như một bài kinh mình đang học là hóa Phật thuyết. Chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm là do hóa Phật nói. Nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung giọng báo bảo quan quan trung giọng xuất gì đó, từ trên đỉnh đầu của Phật. Nhĩ thời thế tùng nhục kế trung giọng báo bảo quan, từ ở đỉnh đầu của Phật mà phóng ra cái ánh sáng đó. Và trong ánh sáng đó có hoa sen ngàn cánh, trong hoa sen có hóa Phật. Mà Đức Phật nói thần chú Lăng Nghiêm, chứ không phải Đức Phật. Biểu tượng cho cái gì? Hóa thân Phật là biểu tượng cho phương tiện. Thì ở trường hợp này cũng vậy. Tại sao nói là kinh thì đệ tử nói cũng được, Thiên Long Bát Bộ nói được, các vị vua trời nói được, nhưng mà luật không được. Tại sao? Tại vì luật là những cái gì nó đang hiện trên mặt đất này, với con người của chúng ta, phàm phu của chúng ta còn có thể phạm, cho nên chính thân Phật nói. Phá hòa ví dụ đi. Bây giờ tự nhiên nói chư thiên á, dạy xuống một điều luật là không được bay đi xa. Con người mình có bay đi đâu đâu mà chư thiên chế luật. Cho nên chư thiên không ở trên mặt đất, chư thiên không thể hiểu được người của mặt đất, thì chư thiên không thể nói chuyện đó được. Mà ngược lại Phật thấy con người mình đi đánh đằng xa vậy nè, Phật nói tỳ kheo không được đi đánh đằng xa, Phật nói tỳ kheo không được chống nạnh, thí dụ vậy đó. Thì tại vì sao? Tại cái đó nó xảy ra trong cái đời sống của con người. Vậy thì luật giới nó chỉ tác dụng ở trên đời sống con người còn đang hiện còn. Cho nên khi một vị tỳ kheo chết đi rồi, 250 giới không có tác dụng nữa. Ví dụ cho những giới là không được mang dép da, không được mặc áo lông thú. Không được mặc áo lông thú, không được mang dép da, chết rồi còn gì nữa đâu mặc chứ mang. Cho nên 250 giới không còn tác dụng. Một thầy tỳ kheo không được làm mai cho ai hết, chết rồi làm mai gì nữa. Thí dụ vậy. Cho nên 250 giới mà mình mất đi rồi, 250 giới không còn. Cũng giống như đệ tử Phật thọ 5 giới nè. Các vị thọ 5 giới đó. Thứ nhất không sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà hạnh, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu. Chết rồi 5 giới này nó còn cái gì nữa không? Không. Cho nên khi chết không cần tụng ngũ giới nữa, tụng tam quy được rồi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Vì sao? Vì đó là tâm. Mà Pháp Tam Bảo mà đã thọ rồi thì đời kiếp nào mình cũng gặp được Tam Bảo. Còn 5 giới là vì anh còn sống nè, anh còn sân hận giết người nè, anh còn gian tham mới có trộm cắp nè, anh còn si mê lầm lạc cho nên mới có giới tà hạnh nè, anh còn dùng cái lời nữa nói để mới có gọi là lường gạt dối trá mới có vọng ngôn nè, anh còn ghiền này ghiền kia cho nên mới có giới thứ năm nè. Anh chết rồi mấy đó nó không có tác dụng nữa. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên nó là Phật mới chế giới, còn kinh ai nói cũng được. Tại vì sao? Tại các đệ tử mà hiểu đạo cũng có thể nói pháp. Bằng chứng là có những bài kinh không phải do Phật nói, có nhiều kinh cư sĩ nói nữa. Thật ra cái gì? Kinh là gì? Là những lời chân lý gom lại. Cho nên ai thấu đáo chân lý cũng có thể nói. Nhưng mà chỉ có thầy mình mới đủ cái thẩm quyền để quy định điều gì. Luật do Phật chế, không ai được chế luật hết. Mà cũng không ai được dẹp luật hết á. Cho nên Ngài A Nan hỏi, Ngài Đức Phật mới nói sau này tôi mất rồi, có những điều không cần thiết nữa thì thôi khỏi cần. Ngài A Nan lo khóc không à, không có hỏi. Bạch Đức Thế Tôn dạy là sau này có những điều không cần thiết. Vậy thì ví dụ như những điều gì?
ổng lo ngày anh ăn lo khóc không hỏi, cho nên giờ có những cái giới nó không còn sử dụng được, không có còn gọi là có thể làm được, nhưng mà không có ai bỏ được hết, giữ yên đó, gì đó của Phật thì tôn trọng, cho nên gọi là giới bổn. Ở trên Tây Thiên mình có để một cuốn giới bổn mình thờ đó, tại vì có một hòa thượng đến thăm rồi ngày tặng cho cái quyển giới bổn trong cái hộp để ngoài, để ba la đề mộc xoa, tức là giới đó, mình kính trọng cho nên mình đem cuốn đó lên mình thờ. Vì cái hộp đó, đó là trong luật, trong cái luật tông các vị người ta để người ta thờ cái cuốn đó, cũng giống như Tịnh Độ Tông thờ kinh Vô Lượng Thọ, thí dụ vậy đó. Nhưng Phật, nhưng luật thì không thể, hết thảy luật nghi đều do Phật thuyết, vì thế nên lấy Phật làm đầu. Giờ đại chúng hiểu được chỗ này không? Tức là những cái gì trong hiện hữu thì thứ nhất trên phương diện lớn nhỏ chỉ có thầy, chỉ có Đức Phật mới đủ khả năng thuyết luật, chế luật. Người khác chế ai tin ai, ai nể ai, trên có Phật. Chứ các vị á, thầy nào làm gì sai á, không có nói gì hết, chạy lên gặp Phật. Bạch Đức Thế Tôn, bữa nay con đi ra chợ, con nghe các vị đó nói thế này, Phật gọi cái thầy đó lại. Tôi nghe ta nói vậy có đúng không? Dạ đúng. Thầy có biết không, mình làm tỳ kheo mình không nên làm như vậy. Rồi bắt đầu nhóm các tỳ kheo lại. Kể từ nay về sau các vị tỳ kheo không được làm điều này, vì làm điều này là người ta sẽ thế này thế kia. Rồi thành một giới. Rồi 3 tháng sau có thầy phạm chuyện gì nữa, kêu lại hỏi đúng không. Rồi từ đó chế thêm giới nữa. Mà cứ như vậy mấy trăm chuyện xảy ra, cho nên mình mới có tới 250 giới. Còn các sư cô thì có 348 chuyện xảy ra, cho nên 348 giới. Chỉ có thầy mình mới làm được chuyện đó, chứ ai dám làm. Bây giờ một thầy nào lớn lên, thầy là làm sao mà, thấy không? Nội cái chuyện mà cái chuyện xảy ra giữa hai nhóm, mà một nhóm trì luật, một nhóm trì kinh đó, mà mới xảy ra câu chuyện mà Đức Phật chế luật hòa kính đó. Một bên đó là giữ luật, trì luật, bên này chuyên về kinh, cho nên bên trì luật thì họ gắt lắm. Hay bữa nọ cái nhóm trì kinh á, đi toilet xong rồi múc cái thô nước rửa tay xong không úp cái chậu lại. Tại trong luật dạy khi mà rửa tay rồi là phải úp cái chậu lại. Thứ nhất là để cho nó ráo, thứ hai là không sanh lăng quăng. Mà cái nước dơ mình rửa tay mà không úp rồi mà máu nó sanh lăng quăng, hoặc là cái thùng nó dơ sao? Cho nên trong luật nói là khi mà rửa tay, múc nước rửa tay rồi phải úp chậu. Thì các thầy mà trì kinh thì đâu chuyên luật, cho nên xí xóa. Rồi, xin sai bà lai bà khử này. Lại khái đi. Rồi không làm. Thì các vị trì luật ta thấy ta nói đấy, các ông giữ luật không đúng nha, Phật dạy dây mà không làm nha. Các thầy trì kinh á, các thầy ra, dạ em xin lỗi, đổ nước úp. Nhưng mà không bỏ qua, coi vậy chứ nhớ gì đó. Đó, tháng rồi nè, phạm luật. Cái này có xảy ra trong đời sống của mình không? Huynh đệ nào làm lỗi gì rồi, tuần lễ sau mình nhắc, 3 tháng sau cũng nhắc, 10 năm sau cũng nhắc, 10 năm trước đó, biết không? Nó cứ có chuyện hoài, nó cứ nói tới, nó lui hoài. Cái bắt đầu bên kinh á, bên trì kinh á, là người ta, ta xin lỗi rồi mà chưa tha. Nói hoài nó phát sung lớn, bắt đầu gây. Gây gỗ thì cái mùa hạ năm đó Phật can không được. Phật đi vô trong rừng, Phật an cư. Các thầy, các cư sĩ biết được là các thầy đang kình nhau mà Đức Phật phải như vậy. Cúp lương không cúng dường, rồi cúng cho ăn mập như lộn. Không cúng. Sau đó mới thấy hối hận. Tại mình mà Đức Thế Tôn phải lánh mình đi vô sám hối. Từ đó Phật mới, các thầy sám hối xong, Phật mới chế 6 pháp hòa kính.
thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, rồi gì nữa, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân, rồi Phật mới chi tiết những cái chuyện đó ra. Giờ pháp gọi là lúc hòa kính đó được xuất hiện, được Đức Phật chế ra sau khi cái sự việc đó xảy ra. Và bây giờ thỉnh thoảng quý vị đi tới mấy cái chùa nào mà người ta treo cái hình bộ lịch sử của Đức Phật á, thì thấy là Đức Phật đang ngồi ở một bờ rừng, có một con khỉ với một con voi mà nó hái trái rồi nó dâng nước cho Phật đó, là từ cái câu chuyện mà Đức Phật bỏ đi vô rừng đó. Rồi trong đó có khỉ có voi mới hái trái dâng nước cho Phật đó, là từ chuyện đó xảy ra. Thỉnh thoảng bây giờ đi lên mấy cái chùa mà người ta vẽ tranh Đức Phật đó, ta còn vẽ cái bộ tranh đó đó, mà người ta ở dưới ta còn chú hai câu nữa chứ. Voi già vâng dân nước, khỉ chúa hiến dân. Tức là con khỉ chúa thì hiến trái cây, còn con voi thì dân bắt nước. Mà hồi xưa Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, những cái bộ lịch sử Đức Phật như vậy là ta có hai câu thơ ở dưới hết đó. Mà hồi nhỏ mà nít mà nó đi coi mấy cái bộ tranh đó là có những cái câu thơ nó thích đó, thuộc lòng. Chú thích cái câu chuyện đó gọn gãy trong hai câu thơ thôi. Thôi mình nghỉ hết giờ rồi.